tụi Tây đó thì nó ngủ nó kéo màn lại ngủ, còn tôi ngủ để đại vậy thôi, à, để cho nó nóng hơn trước khi mà mình giật mình thức dậy đó. Thì anh trước nó không bị đánh lái thế này, không cần phải chạy nữa, mà mình chỉ nó ta thành nước thế mình chịu có chút xíu ngủ quay mặt vào phía bên trong. Không có giờ bị lỗ luôn. Là như thế này. Là
là của tỉnh bang này thôi nha, chứ tôi không nói là về Mỹ cũng làm việc giống nhau thế nào, nhưng mà Mỹ nó khác nhiều lắm. Nó đặc biệt là tư nhân, mà còn của Canada thì nó khác chỗ này. Thì hãng bảo hiểm lời hay lỗ không cần biết, lời đó thì lời đó thì nhà nước không cần biết, mà lỗ thì nhà nước sẽ bù vào 15% của cái tiền thu nhập trên cái tiền bán ra, sẽ bù thêm cho đủ. Ví dụ năm đó hãng bảo hiểm bị đền nhiều quá, chỉ là lời được có 5% so với tiền bán ra thôi, thì nhà nước sẽ bù thêm 10%, tức là 15%. Đó, vì thế mà nhà nước hãy ra lệnh cái gì là hãng bảo hiểm làm theo. Là vì lý do đó, lý do là bảo đảm cho những hãng bảo hiểm trả lời 15%. Đó là lệnh. Vì thế mà sử dụng rồi, hai bên
video này là muốn chia sẻ những gì tôi đã đi qua. Đấy, bằng sự thật. Tại vì tôi thấy có nhiều người họ nói về ngành lái xe thôi, nhưng họ chưa có chia sẻ một cách coi như live, giống như live như thế này, live show như thế này. Mình thấy quay thế này rồi ban đêm nó cũng bị hiểm ghê lắm. Mà tôi đã chạy ban đêm, lúc đó tôi chạy 2 giờ sáng không nhỉ, mà chạy từ đây qua cái tắc địa mà Louisville đó là hãng làm chiếc xe minivan đó, mà chạy những chiếc xe mà cho hàng xe hơi đó, nó gọi là window time, nó cũng window, mình phải gọt vào window đó. Ban đêm không thấy được nè, ban ngày còn thấy được chút xíu, ban đêm là chỉ canh hai bên thôi. Làm sao mình đừng có chạy gần bên đây quá, làm sao đừng có chạy gần bên đây quá, nó chỉ vậy thôi à. Rồi mong có đứa chiếc nào chạy trước rồi mình chạy theo sao. Rồi cuối cùng đó rồi trở thành là tôi là người chạy trước, là vì tôi chạy chậm, rồi mấy chiếc xe nhỏ đó bám sau lưng cho tôi, thấy mà cũng điên cái đầu luôn. Cứ nhìn được mình suốt, không dám nhắm mắt, không dám là nhắm mắt. Rồi bên cạnh nó có một ông nào ở bên Mỹ, nó chạy cái ao, nó chạy qua mặt một cái jeep như này. Rồi nửa đêm thì mình hầu như là mình chỉ tập trung ở cái đèn thôi. Ở đây đèn xe cũng quan trọng lắm, chỉ tập trung ở cái đèn, theo cái đèn. Mà cái ông đó ông chạy rồi đó, rồi ông lại buồn ngủ. Ông tá tấp vô đời là bỗng chớp vậy nè, thì mình từ xa đó thì mình nghĩ là chiếc xe nó bị lọt hố rồi, đang trên hệ thế đó. Rồi mình bắt đầu mình chuẩn bị thắng rất là xa, là lúc đó sợ không biết là mình thắng nó có không đang hay không nữa. Mặc dù mình như thế vậy, ví dụ như tôi chạy từ từ là đã thử thắng rồi đó, nhưng mà không biết đến lúc mà mình thắng nó có dừng đúng cái khoảng thời gian để cho mình dừng lại trước đó hay không. Thì thấy chớp tắt đó, rồi quay qua mình chạy ngang, nó thấy nó nằm nó ngủ dựa đầu vô trong cái vô lăng này, nó ngủ. Thì thế mà cái câu hỏi của tôi hỏi tại sao nếu mày chạy chậm như tao đi, tao cũng qua mặt mày nè, lý do gì mà mày chạy chỗ đó rồi lại đó mày nằm ngủ đó. Thì có một lần đó thì tôi đi trước thằng bạn, tại vì chúng tôi đi là mỗi một tiếng đồng hồ nên là có một chiếc chuyến hàng đi qua đó, mà 24/24. Thì tôi đi trước đó, tôi qua khỏi cái khu vực đó rồi, thì tôi thấy hai chiếc xe lọt hố đó rồi. Ban đêm tôi đã nhìn kỹ lắm, tôi đã chậm rồi, nói sao tôi một tiếng hồ thôi. Thì nó chạy nhanh hơn, mà nó, tức là nó, tôi đi ban đêm còn tối lắm, thì nó đi mà đã là lọt đến đó khoảng 7 giờ sáng, 8 giờ sáng. Nhưng mà tại vì nó chạy nhanh quá thì nó không có qua được, không có thoát được cái hàng đó. Thì nói chuyện ra thì mình thấy là nó không có phải là, tôi chỉ muốn là cho các bạn thấy, rồi các bạn tự so sánh lấy, rồi các bạn tự phải mình phải làm cái gì để cho bản thân mình tốt, cho bản thân mình. Ở Việt Nam cũng vậy, ở Canada này cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy đó. Thì rút được kinh nghiệm thì nó rút thôi. Thì thế mà tôi nghĩ là trước khi về hưu thì tôi có thể làm được thôi, chứ còn sau khi về hưu là tôi chỉ ngồi cải thiện con mẹ bán dưa thôi, con mẹ cưa cái cẳng, mẹ nắng cái giò, cùng họ lọc miếng da gì đó, họ ca những cổ đó. Thì chỉ làm gì được vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì bây giờ các bạn thấy đó, nó ban ngày còn đó thì tôi thấy cho thấy tơ nó là ban đêm, là tôi chỉ bật lên chút xíu thôi đó, rồi để cho thấy cái gạt nước này không làm cái gì nữa. Rồi cái gạt nước mùa đông nữa cũng không có giúp được cái gì, nó là như vậy, nó là như vậy. Mình chỉ có cái là rút kinh nghiệm, không ai dạy mình hết, thì chỉ có cái thế này nè.
Mà những lúc như xe tôi đang chạy mà xe hư đó, xe của tôi thì hư, thì mình không, tại vì xe hư đó, mình làm hợp đồng đó, mà mình kêu hãng mà nó mình hư mình chạy không được đó, thì họ sẽ gửi một chiếc xe khác đó, họ thuê từ một cái hãng khác đó, thì cái tiền trên lệch cho cái thùng hàng đó đó, cái kiện hàng mà đi giao cho ta đó, tiền trên lệch là mình phải trả. Vì thế mà hiểu được chuyện đó thì không không dám, tại vì mình tự liều lĩnh lắm. Tại lúc đó thì tôi đã lên cái đó mà tôi đã tìm được cái then chốt của nó thì tôi sống sót được, tôi làm có lời. Đâu giờ mình theo cái này thì lại quá vô trong cái bên trong thì nó lò thấu đó. Cái bánh trước đó rồi bên mình thì mình chạy mình sợ lọt của nó hố, rồi bên kia nó sợ lọt hố bên kia, hai cái chạy gần nhau. Nó chỉ là có cách này thôi à, mà chỉ là cho sưởi nóng thành nóng lên để thổi cho nó tan đá thôi, nó thành nước vậy đó, rồi mình thấy mình chạy. Lúc nào dừng được thì những hai bên đây là một tiết không bắt đầu dừng được hết, phải tiếp tục chạy thôi, chạy đến chỗ nào mình thấy mà có chỗ mình vô mình tắt được, mình vô nó vô trong ví dụ như có đường vô đó mà mình vô được mà phải ra được chứ mình sao phải vô rồi vô rồi dính luôn. Thì tôi có bạn đó, nó bị đuổi việc đó là tại vì cũng cây này nè, mà tại vì nó lớn tuổi hơn tôi. Tôi thấy mà nó không thấy được, nó thì nó tấp vô lề đó, mà nó tấp vô rồi nó dính luôn trong lề đó, nó phải kêu xe cẩu. Thì kêu xe cẩu như vậy đó thì hãng vẫn kể với một cái lỗi là coi như mình chạy vào lọt hố, mặc dầu là mình chỉ vô đó mình vướng cái bánh xe trước thôi mà nó ra không được đó, thì vẫn kể là một lỗi. Đó rồi còn mình chạy hợp đồng thì nó tốt chỗ đó, nghĩa là mình phải bỏ tiền mình ra rồi mình nói vậy với hãng á, mình kêu cái hãng xe kéo đó nó kéo mình đó, mình chịu ra tiền thôi đó, thì hãng không có tính lỗi thoại chỗ đó. Đó rồi mình bị nổ lốp, như là nổ lốp xe của mình á, thì mình phải tìm những cái công ty gần gần đó, có nhiều lắm. Chị bắt lên cho con hỏi tổng đài à, tao chỉ có muốn cái hãng sửa lớp xe cho xe truck á, thì nó lên lọt nó đưa cho một đống con tự mình lựa gần gần mình nhất, thì mình vẫn có thể thương lượng được à, bây giờ trước 5 giờ nè, tức là day call, tức là mày chỉ trả tao đầu tính tiền tao đầu tiên là 100 đồng thôi, tại sao 6 giờ nó kể là nay call, thì thế mà mình có nên call hay không, hay là mình nằm lại tới sáng mai mình gọi nó để lấy mà chỉ trả 100 đồng, muốn trả 200 cho cái tiền service call thôi đó, chưa kể tiền cây số nó đi đến, chưa kể tiền thời gian nó bỏ ra. Còn lớp xe thì chỗ nào như chỗ đó thì là bao nhiêu tiền thôi, nếu mình mua ở bên ngoài, còn mấy hãng to nó đã mua sẵn rồi, vì thế mà mấy thằng có hợp đồng thì nó chạy lại chỗ đó lấy, nó lấy rồi nó đi, bởi vì nó mua có thể rẻ hơn nữa. Giờ phải
cần phải mà sợ quá thì không thấy tiếp kia nữa, rồi không thấy rồi dừng lại. Dừng lại rất nguy hiểm bắn đó, nó không nó hút vô thôi à, hay là mình cầm vô lề thì vẫn bị hút được. Emergency thì mình tắt vô thì mình không có lỗi, nhưng mình phải là đi tút vô bên trong là có lần rõ ràng. Cảnh sát có lần hôm được bắt một cái xe vận tải đó, xe ăn cắp đó, mà những chiếc xe của cảnh sát á nó đậu nó cán lên trên cái lề dẻ màu vàng đó, nó cán lên đó thì mấy chiếc xe sau sẽ cũng rất bự nữa, cá nó hút chết cảnh sát, nó hút mấy chiếc một lượt một. Thì đem ra xử thì nó không có tội vậy, tại vì cảnh sát đậu xe không có nằm ở ngoài lật vặt mà vàng. Vì thế mà mình trong trường hợp mình chạy bất cứ chuyện gì mình phải tắt được tốt bên trong mà gọi là emergency đó, nghĩa là thắng nó bị kẹt thắng, đang ở dưới này là nhiều khi mình chạy bị kẹt thắng. Rồi còn tôi đó, nó kẹt thắng kẹt một bánh xe nhỉ, thay vì ba cầu sau đúng không, thì tôi nảy ra trong tôi đối tôi rất nhiều khi tôi chạy thế này nè, thì có một cái cầu đó đang chạy thế này nè, nó bị kẹt, nó bị đông đá, tôi kéo luôn vô, kéo đây tới ngay chỗ cái sớm bịch lái già đó, cách đó khoảng 10 cây số á, vẫn kéo tiếp kéo chạy chứ không có cho ngừng. Nếu mà chiếc xe mình giữ được cái thăng bằng, giữ được cái vận tốc nó chậm như thế này mà đừng có ngừng lại, tại ngừng lại là coi như mình vướng liền đó, là vì một cầu sau nó đã không quay rồi thì mình sẽ không ra được tiếp nữa. Thế nên tôi tiếp tục tôi kéo thôi, tôi kéo đến tôi vô được cái sớm bịch lái già đó thì hai bánh sau nó mòn nó còn hơn nữa thì không là vấn đề, là tại vì mình làm mình chủ yếu là hả công nhận điều này là nên làm, là vì xe nó bị đặt đá mình không thể nào gần giữa xa lộ được hết, mình chỉ cho biết cái địa điểm của mình ở trên xa lộ đó, hiện tại mình nằm ở trong cái sớ bệnh plaza nè, an toàn nè, cái chỗ này nè đó, lúc đó mình đã vào trong chỗ nhà nghỉ rồi đó, thì nó một cái cầu sau nó bị nó không phải một cầu mà nửa cầu thôi, tức là một bên hai bánh xe đó nó cắt ngang, nó mòn quá đó, nó nổ rồi vẫn tiếp tục thôi à. Thì nó là như vậy. Xe nhỏ mình chạy cũng vậy, nếu mà bị bể bánh ngay mùa đông trong hợp này, cố gắng chạy tiếp, chạy chậm vô được cái chỗ nào nó gọi là, ở đây nó gọi là off ramp với on ramp, tức là Việt Nam gọi là ngược, lằn ngược với làn giảm tốc đi, tức là giảm tốc là off ramp, thì cố gắng lọt vô đó là để tất cả những cái xe vô đó nó phải chậm lại, nó không giữ một cái vận tốc bình thường nữa. Đó thì thấy nó chậm lại thì đỡ, khi mà có tai nạn nó đỡ lắm. Thank you.
phía sau á nó có đi đúng làng, đúng làng với mình không, hay là nó đi đi một bên. Nhất là mình thắng á, mình đã thắng á, nó đi một bên, xe đi một bên, cái đó đi một bên. Thì khi mà như vậy đó thì mình biết là mình chạy nhanh. Đó, như thế mình phải giảm vận tốc xuống tiếp nữa. Khi mà mình thắng lần thứ hai đó, mình thấy là nó sẽ đi cùng làng với nhau đó. Cùng làng thế này đó thì ok. Thì quay lại tôi kể là cái thằng bạn mà chạy sau tôi một tiếng đồng hồ đó. Thì những hãng Po, hãng Sapo đó, nó biết tôi nhiều lắm, là tại trong đó có người Việt Nam làm việc ở trong đó. Thì những hàng gì thiếu hụt đó thì khi đã có chuyện gì đó họ đã báo vô rồi, báo cho biết. Thì người đó cứ nghĩ là tôi mà.
something? Do you see something?
không hiểu vậy đó. Tôi phải đi cắn răng mà đi chứ, thôi giờ không đi đâu, về nhà để xúc tiết ở nhà. Thì ông thì không có
chương trình từ xoay quanh đây thôi.
tôi chạy xe thế này, tôi ngồi đây tôi ngáp được, nhưng mà lái xe bus á mà ngáp cái này ngáp thì 3-4 lần thôi à. Thì có người ngồi xa ra phone về hãng rồi bán giống rồi. Mà mắng vốn á, nó tài xế buồn ngủ á thì đâu phải là nó ngừng ở tại chỗ đó đâu. Đó, nhiều khi rồi vẫn tiếp tục, thấy ông này vẫn chạy tiếp rồi vẫn không ngáp tiếp, thì lúc đó người ta gọi tới cảnh sát đó. Thì chỉ xem là giờ nhất lái xe của họ, người này có vi phạm lực không đâu, rồi nếu cảm thấy là họ cảm thấy là người này mệt mỏi thật sự không nên lái nữa đó, thì có lẽ là họ không cho lái. Ngay hôm đó bắt đi ngủ. Như chúng tôi qua Cẩm Kênh á, mấy đứa mà bị vi phạm lực về giờ giấc á là bắt nằm lại đó 24 tiếng. Mày làm gì không biết, nằm trong xe đi, có gì nó lấy chìa khóa đi mất tiêu rồi. Nó lấy chìa khóa rồi nào chờ nó trở về đó 24 tiếng thì mới được chạy tiếp. Nếu mà vi phạm về giờ giấc, nó đưa cho tấm giấy phạt nữa, đưa rồi thì bắt nằm lại ngủ rồi 24 tiếng hồi sau mới trả lại tiền. Để có máy này đỡ lắm. Qua Mỹ thì Mỹ và bắt buộc là thì đều là những chiếc xe đều có electro logbook hết. Còn Canada thì vẫn còn viết được, vẫn còn viết thì vẫn còn gian lận. Hình gửi cho nó. Yeah. You are not
chia sẻ với các cháu đây. Hôm đi lên đây thì làm cái gì? Thằng nãy cũng ghé đây đây chỉ làm quên siêu vai còn chứ tập chút xíu chạy thôi. Đông băng anh tiết hết đi, ở về phía bắc còn dữ nữa, ở đây ít một bên đủ rồi, bên đủ rồi, mình đậu lại đây thì nó nóng, nó nóng chạy nước. Giai đoạn họ giàu lắm, làm đồng thôi mà vợ đi chơi Pháp, đi chơi Mỹ thì nó đi chơi giống như là con của Donald Trump vậy đó. Nó cái tay đó cũng tên tâm như tôi thế này. Sau này mà tôi đi mua nhà mua cửa thì nó tôi vướng phải cái tên nó tơi tả nữa, là bắt phải ký, là từ chối là mình không phải là người đó đó, mà ký ký như vậy đó, mình phải khi mình vay tiền mua xe mua cổ gì đó đều phải vướng vào những cái tên tâm đó đó, mà mỗi lần ký gì đó mà từ chối vậy đó là ký với luật sư của mình thôi, để bảo đảm là những cái tên đó nó lượt ra những tên đó mình đó là không phải là mình đó. Thì cái dịch vụ đó của luật sư nó ăn 500 đô trước khi ngân hàng nó chịu chảy tiền lại cho mình lấy căn nhà hay lấy chiếc xe. Rồi cảnh sát làm được lâu ạ, làm cũng được gần 9-10 năm những chuyện á. Việt Nam giàu lắm, bắt đầu giàu lắm thì cảnh sát bắt đầu nó cho đụng xe nhỏ rồi nó chỉ đến, nó kêu đến nó hướng dẫn cho đến ngay chỗ body shop á, ngay chỗ người từ Việt Nam đó, thì đến đó xong tỉnh chụp hình đó rồi. Nói chung mà hình gửi lên bảo hiểm á, hình gửi lên bảo hiểm thì thấy hình khác, chiếc xe khác, chiếc xe ta đụng ta cọ quẹt chút xíu là chừng 100-200 đô sửa thôi. Ông chơi tới 90.000 đô đập xe nó nát hết. Đó thì thế mà ở tù. Ở tù. Coi như
những người nào làm về về ngày đồng xe hơi đó là bị ở tù hết lúc đó, đó. Tiền bạc gì nó bị cảnh sát bị cảnh sát niêm phong hết. Nếu có OV thì để cho tôi vô luôn, OV để trước tôi về nhà. Thì thế mà thật sự mình làm cái gì cũng vậy thì nếu mình nghĩ chuyện lâu dài thì mình lúc đó mấy người đó ăn sương sương thôi, ăn đậm quá. Rồi qua tới mấy tay cho thay xe. Cho thay xe thì thay xe là thay xe ăn 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 tiền quay hồng của mấy hãng xe thôi, như hãng Toyota vậy đó. Cho 5-6 chiếc cho chỗ cho thuê nhà thuê thuê rồi lấy hết đưa chìa khóa cho thằng khác đến nó chạy đi nó gửi về Việt Nam bị bắt. Đó giờ thấy mà ở đây mà muốn làm cái chuyện gì gian lận mà từ nước này qua nước kia đó thì trong nước mình á thì mình đi tới lui chỉ mấy ông công an thôi thì chỉ tiền này đi thì nó xong chuyện thì cũng có thể được. Nhưng mà lâu dài thì có lẽ là cũng nếu mà hoành hành quá thì cũng như năm cam vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy thôi, nhưng mà ngược lại hai nước lại thêm là hai cơ quan nó nhìn mình nó như vậy đó. Thì nói đến đề mà đi đồ lậu mà xì ke để mà đi vào từ Trung Quốc mà vào những cái tiệm tạp hóa của Việt Nam thì lúc đó thì cảnh sát qua được vài vài ba chuyến thì cảnh sát nó theo đến đến nhà nó lấy nó bắt thì chỉ có thằng con ra 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 lãnh tội thôi. Thì có thằng con đánh tội như vậy đó thì được rồi, coi như ông già không biết gì hết. Thì ở đây nó dễ dễ phần về về phần đó mua bán thịt ke thì nó tội rất là nhẹ nhẹ lắm. Nhưng mà đánh lộn á nhẹ, thật sự nhẹ là nhẹ sẽ là nhẹ về ví dụ như mua mua bán thịt ke nhỏ nhỏ thôi bán trên đường thì bị bắt á thì không không có đưa đến chuyện trục xuất, mà nếu có đánh người ta rồi người ta bị thương đó, là sẽ bị trục xuất, đó là như vậy. Còn khi mà mang bản án vô mình tòa hình sự rồi là sẽ không qua lại được biên giới Mỹ, đó là do đơn giản hết cả cuộc đời không không qua lại được. Và làm cái nghề xe nguy hiểm lắm, sợ lắm. Sợ có gì là mình thấy gì ở đây tôi chạy hàng ngày có ai xét tôi đâu, mà đó là mình phải qua bị xét rồi về bị xét, mà trong lúc qua lại như vậy mà bị xét như vậy đó, như thế này. Như Mỹ thì lực rõ 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 ràng mình không thể nào đem cái cô cái cam cái quýt những cái gì đồ chua gọi citrus đó, đồ chua đồ cam quýt là tuyệt đối không được đem vào. Mà tài xế như chúng tôi đó thì nhiều khi mua trái cam trái quýt đó, đó từ bên Mỹ rồi đem về rồi ăn không hết thể đây nè, tại cam quýt đó, thì mua đem về Canada được đó, thì ăn không hết thì đem người trở lại bị bắt. Mà mỗi lần nó bắt nó vứt đi vậy đó thì cái hồ sơ mình ở nằm ở trong hồ sơ ngay biên giới đó là bị phạm một lỗi đó, mà ba ba lỗi lỗi nhỏ đó như vậy đó trở thành một lỗi lớn là sẽ bị từ chối không cho vào Mỹ 3 năm liên tiếp. Đó là lỗi bắt đầu lần đầu của cái nặng đó, là 3 lần lỗi nhẹ trở thành một lỗi trở thành một lỗi, lỗi nặng thì thấy sợ lắm. Rồi Mỹ đó thì lại Canada thì gà nó lại bị chứng bệnh H1 N1 tức là H1 N1 đó, bệnh cúm gà đó. Thì những cái gì mình ăn mình mua đồ thực phẩm, mặc dù mình đi ghé Walmart ở bên Mỹ mình mua một cái hộp đồ hộp như vậy đó thì nó có thịt gà ở trong, là mình qua bển mình bỏ ở trong trong xe mình thôi, để trừ trường hợp nào mình đói mình ăn đó, thì cũng bị bắt.
bắt nó lấy nó vứt đi, trái cây thì vứt đi. Còn Canada đó thì ngược lại là không được đem những thực phẩm mà gọi là có thịt, tức là thịt bò hộp kia nọ là không đem trở lại Canada được. Đó thì thế mà Canada thì nó hơi nhẹ chút xíu, tại mình là người người Canada thì thế mà nó xử thì cũng nhẹ, ví dụ như vậy nó kêu vứt đi mà nó không có lập biên bản gì hết. Còn Mỹ thì nó lập biên bản. Thì thịt như sausage này, lạc xưởng là không đem vô đây được, Canada được, mà đem trái cây vô được. Nó thì thế mà mình mua ở Mỹ mình lỡ mình quên mình đem vô đây mình vẫn ăn ăn hết, đem qua Mỹ thì mình lại bị bắt tới lúc mình đi ngược qua bên Mỹ. Vậy thế mà chúng tôi trước khi qua Mỹ thì lựa mấy đồ gì đó mà Mỹ nó cấm nó đem vứt hết, rồi qua tới Walmart á, qua biên giới Mỹ rồi đó, phải tìm chỗ nào có Walmart á, ghé vô mua để lên xe để trữ để đi thêm một vài ngày nữa. Rồi trở về đó, những cái gì mà vi phạm ở bên Canada đó thì phải vứt đi, tức là nọ mà mua ăn không hết rồi vứt, mua ăn không hết rồi vứt, là đi như vậy đó, nó rất là phiền, phiền ghê lắm. Muốn giữ được mà cái hồ sơ mình được trong sạch đó, mình để mà nó không không xét mình nhiều đó, thì phải sống như vậy thôi. Chứ không phải là có những người họ chưa đi đi qua thì có lẽ là họ họ chưa biết, thì thế mà họ cũng nghĩ là mình đi làm ăn cũng giống như là đi chơi bên kia vậy đó, nó dễ dãi. Đi chơi thì nó dễ lắm nhưng mà đi làm ăn nó khó lắm. Thì cái nghề thì thật sự rồi cuối cùng thật sự hỏi giờ mấy người mà làm được 10 năm có kinh nghiệm kia đó, không ai muốn qua Mỹ hết. Như tôi giờ tôi kêu đi chơi bên Mỹ tôi cũng không đi nữa. Đó, thì thà là mấy nước Caribbean đó, thì ở gần Mỹ đó rẻ tiền hơn nữa, thì năm gì đi chơi một vài lần vậy thôi mà nó cảm thấy nhẹ cái đầu. Còn mỗi lần qua biên giới với Mỹ đó, trời ơi, thì thật sự tóm lại nó rất rất là phiền, nó đơn giản nó là như vậy. Nhưng mà những nước Caribbean đó, thì chúng tôi đi qua Canada thì khi mà lên máy bay vẫn qua không phận của Mỹ, vẫn bị hải quan Mỹ xét, đó là như vậy đó. Nó nhưng mà mình cái destination của mình là không phải phải vào Mỹ rồi, đó thì chỉ tùy thuộc vào, nhưng mà bị xét của Mỹ. Mà nếu mà mình nằm ở trong danh sách mà không có bay được đó, Mỹ cấm bay đó, thì sẽ không được đi qua những nước đó bằng đường máy bay. Đó thì nó khác nhau chứ, nó khác biệt nhau chứ. Cái này sửa lại để ngày mai em vô luôn, tuần này làm chậm lại, đâu có gì đâu mà phải như về về già đâu. Sợ là bắt đầu là gió nè, rồi đá đá sợ lắm, chứ còn tiếc không thì không là vấn đề. Chơi thôi đó, rồi những người làm ăn như chúng tôi đó thì bị một cái như vậy đó là thế là có vấn đề lớn trong trong vấn đề làm ăn, về mà không có việc làm. Thì thế mà khi mà chia sẻ với các bạn chơi thôi, chứ mà thật sự tôi đi ra ngoài đường tôi gặp ai nói chuyện tôi cũng ngồi tôi nghe thôi à, chứ tôi đâu có ý kiến. Rồi tôi đánh giá thôi là người đó biết nhiều hay là người đó biết ít, chứ tôi cũng không chia sẻ, tại vì tại họ chỉ biết là họ hiểu được nhiêu đó thôi, tức là họ chỉ đi được bao nhiêu đó thôi, chứ họ không đi hàng ngày như mình đó. Công việc của họ khác, công việc của mình khác, thì họ nói thôi, ví dụ vậy. Họ thích nói thì để cho họ nói thì mình nghe, ví
gì họ nói à, ví dụ vậy vậy thì dễ ô Mỹ vậy 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 Canada vậy đó, ô chuyện đâu có là gì đó, ô tại sao nó chuyện quan trọng quá, ô là tại tại sao quan trọng quá vấn đề, ví dụ như đó. Thì sếp tôi không có nói, tôi từ từ tôi nghe thôi, thì tôi biết à cái ông này chỉ đi chơi thôi, đi qua Mỹ chơi thôi rồi đi trở về Canada chơi thôi, thì ông nói kiểu đó là phải rồi, giống như vợ tôi nói vậy thôi. Thì để tôi về nhà tôi nghe vợ tôi nói thôi. Nói gì thế tôi trở thành ít nói chuyện. Tôi đi đến đâu vậy là chỉ nói một câu hai câu thôi, lấy hàng giao hàng xong chuyện tao là từ nay rồi. Không nên nói nhiều, thú thật đó là như vậy. Rồi cũng như tôi về OC đó thì ở hãng tôi nó có hai ba chi nhánh làm khác nhau, khi tôi về đó thì mấy thằng đó là mấy thằng mà làm lương thấp nhất trong hãng, là tại vì nó qua lại bên Mỹ đó, mà nó toàn là mấy thằng Tây mà đó, thì mình nói á, mình giàu hơn nó mà mình ngồi nói chuyện nó ngồi á, thì nó thể thành nó là người giàu hơn mình. Mình làm 30 năm á, mình ngồi nói chuyện nó ngồi á, mình trở thành một người làm mới 3 ngày thôi, nó mới làm 3 ngày thì nó thành người làm 10 năm. Thế thế mà không nên phải 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 tiếp xúc với chuyện đó, chỉ nghe ta nói chuyện thôi, rồi biết họ làm được bao nhiêu tiền biết, tại vì tôi đã đi qua. Tôi đã qua ở đó, tôi làm ở đó rồi, tôi đã qua làm những công việc đó rồi, trước khi tôi đến đây ví dụ như vậy đó, thì tôi biết nhiều hơn. Thế thế mà trong quá trình tôi sống thì ít ít có nói chuyện, mà tôi nghe thì nhiều hơn. Dạ, chỉ vậy. Thì Việt Nam mình có lúc mà tôi lớn lên thì chúng tôi có chơi gọi là cái bài thiên đường địa ngục thế gian đó, thiên đường địa ngục thế gian, ai khôn làm dạy, ai dạy làm khôn, đến ngày gần chết mới được lên thiên đàng. Thì thế mà nếu mình khôn thì mình làm dạy, và nếu mà những người dạy thì họ sẽ làm khôn. Cái câu đó là mặc dầu là dân gian thôi cho những đứa trẻ nói chuyện, mà nó trở thành rất là hay trong cuộc sống hiện tại. Thế mà mình biết thì mình làm thinh thôi, thì mình nghe nhiều khi mình có thể học hỏi được. Nó có thể họ nói sai chỗ này nhưng họ nói đúng chỗ khác, ví dụ như nói là họ bị thiếu tiền, không trả tiền từ ngân hàng, rồi ngân hàng kéo sao, thì những chuyện đó họ họ sẽ nói rất là đúng. Nó như thế mà đừng đừng có nghe cái tốt đi, mình nghe vấn đề xấu của người đó đó, thì mình có thể đánh giá à nó sẽ là như vậy đó, thì xua nó là như vậy, nó như vậy đó. Nó có hai mặt, mặt tốt mặt xấu. Tới giờ này mới giao.
tên Thanh á, cái Thanh á là chữ lót, và Tâm á mới là tên của tôi. Thì có một lần tôi qua biên giới thì sau cái khủng bố bố đó thì tên họ nó phải rõ ràng hơn, cái gì vậy, nó hỏi tôi tên gì thì tôi nói là Tâm Nguyễn, thì nó có nhìn tôi nó mày nói láo, tôi nói mày nè mấy Tâm Nguyễn cái thằng cũng nhỏ thôi, rồi mày sanh ở đâu, tôi nói tao sanh Trà Vinh, nó vô lai tôi mới mày nói láo, Việt Nam không có Trà Vinh mà Hồ Chí Minh, mà đừng nói láo, mà cái thằng nó nhỏ thôi mà nói chuyện. Thì tôi chỉ nói đơn giản là trong cái khai sinh của tao đó là Trà Vinh, Hồ Chí Minh là lúc đó chưa có đâu, Hồ Chí Minh sau năm 75 rồi. Nó cứ một hai nó nói là mình nói láo nó thôi à, thì nó đưa vô trong mình, nó đưa vô trong hải quan bên trong để gặp sư phụ nó bên trong đó. Thì nói tới nó lui, tôi nói bây giờ mày lật bản đồ Việt Nam đi, Trà Vinh chỗ đó tao sinh đẻ chỗ đó mà cái giấy khai sinh của tao là Trà Vinh chứ không phải Hồ Chí Minh. Ok, thì cái chuyện đó, tụi nó chịu nghe chuyện đó, rồi nó nói tên của mày, mày không biết nè, tên mày tên gì, thì nó là Tâm Thanh Nguyễn, nó nói không phải, mày nói lại cho mình, nói lần nữa đi, rồi tôi móc hết giấy tờ, tôi nói vẫn nói Tâm Thanh Nguyễn, nó nói không, tên của mày là Tâm Thanh Nguyễn không phải, nó gọi là Thanh Tâm Nguyễn, tức là chữ Thanh của mày ra là first name, mà chữ Tâm của mày ra là tên lót. Đó, nó là trước thì tao đâu biết đâu. Đó thì thấy mà từ đây về sau mày phải nói được tên mày là tên Thanh chứ không phải là Tâm nữa. Nó đặt tên luôn cho tôi chứ không phải giờ tôi đặt nữa. Đó, từ đó về sau tôi phải trở về Canada là có những giấy tờ gì mà lộn tên lên, cứ tên đầu tên đuôi tên đầu tên đuôi, lúc mà vô Canada nó viết tên của mình đó. Nó cầm đại trái chứ cho tao không viết, nó đẩy nó đẩy sao kệ nó, miễn sao mà cho được vô Canada thôi. Đó thì lúc đó mình đâu có màng gì đó. Thì sau này đó là sau cái cuộc khủng bố 2001 đó thì nó khó, rất là khó khăn, vì thế mà giấy tờ tôi về Canada mới đổi lại hết, đổi lại trở thành là Thanh Tâm Nguyễn, mà Thanh á, tức là cái tên, mà cái Tâm á, là tên lót, rồi Nguyễn á, là họ. Đưa vô trong
rồi chứ tôi chưa có ăn ăn miếng nào hết. Rồi còn vấn đề thiếu nước đó, tôi cho các bạn nghe. Nhiều khi các bạn thấy những cái clip mà tôi làm là tôi làm thật sự là đối với tôi nó không quan trọng lắm đâu. Thì có lần vợ chồng tôi cả hai người đi suốt mấy ngày gì vậy đó, là biết là cái sẽ đến cái được ghé qua được tới cái một cái khu chợ đó. Vì thế mà coi như là nhắm mắt cái mũi chạy đến đó, thì chạy đến đó rồi đó, ở nơi đó những cái chợ nó đóng cửa ra đây, đóng cửa. Mà tôi với vợ tôi cả đêm không còn một miếng nước nào ở trong xe, cả đêm phải nằm 10 tiếng đồng hồ trong trong xe mà khát nước uống được. No thì no rồi không cần phải ăn, nhưng khát nước. Vậy mấy thằng Tây đó thì nó không chạy như tôi. Nếu một ngày cho 14 tiếng thì nó chạy 12 tiếng thôi à. Rồi nó tìm chỗ nào nó ngừng cái đó. Nó ngừng cái đó nhưng mà nó vẫn để giờ cho chạy tiếp. Giờ là giờ làm việc đó. Rồi nó làm gì nó làm, nó đi ăn uống gì đó, đó là chuyện của nó. Thì nó tiếp tục nó làm như vậy thì nó cuộc sống nó ok lắm. Nó không có vấn đề mà đưa đến mà nó hơi khó xử chuyện như vậy. Là tại vì nó đã giữ nghỉ trước giờ rồi. Tại vì nó thấy cái tiệm đó vậy đó thì nó tấp vô rồi còn 2 tiếng hồn nữa. Thì tôi nghĩ là còn 2 tiếng hồn nữa là tôi chạy 200 cây số ấy. Xe xích 200 cây số tức là khoảng 120 mai đó. Thế thì tại sao không tiếp tục chạy đó? Như vậy đó, tại sao mình phải ngừng lại, mình tại sao mình phải tốn thời gian vậy? Mình đi làm thì mình đi làm cho đến chốt đi. Đó là vì ở hãng này nó trả tiền chuyến. Như thế mà nếu mà đi làm được nhiều chuyến thì làm được nhiều tiền. Nó chỉ đơn giản vậy. Đường Tây nó không có vậy đâu. Xưa đó tuôn đi bắt Arem nhìn ta tôi quải qua bắt Arem lúc lên lớp 6 lớp 7 ở 6 lớp 7 lớp 8 3 năm nhiều tiếng thì tôi quải tùng Arem cũng giống như tôi nói vậy đó, nhưng mà Arem tôi bán hết sớm hơn tụi nó.
Sales Day. A new message has arrived. Nó Pennsylvania còn dữ hơn nữa. Sáng giờ chưa ăn cơm, chưa ăn nước gì hết. Cơm em theo bị đặt đá. Chuối chuối trên sao đi đặt bị đặt đá này.